Hải Phòng được biết đến không chỉ là thành phố cảng, thành phố công nghiệp mà còn là một trung tâm du lịch nghỉ dưỡng hiện đại mang tầm khu vực và quốc tế, đã nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu và cử tri thành phố. Và một trong những giải pháp để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đó là phải nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tuy nhiên có một nghịch lý là tại hàng chục cơ sở đào tạo ngành nghề du lịch trên địa bàn thành phố hiện nay lại luôn ở trong tình trạng thiếu học viên. Vậy nguyên nhân do đâu và phải làm thế nào để thu hút được người học? Chúng ta cùng theo dõi phóng sự sau đây. Theo các chuyên gia, tâm lý trượt bằng cấp, công tác hướng nghiệp dạy nghề còn nhiều điểm yếu là lý do khiến học sinh rất hờ hững với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gây khó khăn cho công tác tuyển sinh của các đơn vị này. Cùng với đó, việc đầu tư xây dựng, quy hoạch các cơ sở đào tạo nghề du lịch hiện chưa sát với nhu cầu thực tế. Công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch không đáp ứng được yêu cầu cung cấp lao động cho hệ thống các khách sạn 5 sao, khu resort đạt tiêu chuẩn quốc tế. Một nguyên nhân khác khiến ngành này chưa có nhiều bạn trẻ theo học là sự thiếu coi trọng nghề du lịch trong xã hội, trong khi sự phối hợp giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp chưa thực sự hiệu quả. Mặt khác, hầu hết cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu học tập của sinh viên ngành du lịch còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Theo tìm hiểu, hiện chỉ có trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng, cơ sở đào tạo chuyên sâu về du lịch là có cơ sở vật chất khá đồng bộ. Để khắc phục những hạn chế của hệ thống các cơ sở đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch Hải Phòng, cần có sự rà soát tổng thể, quy hoạch lại những cơ sở đào tạo nghề du lịch. Từ đó đầu tư, bảo đảm các chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố. Song song với đó, các cơ sở đào tạo nghề du lịch cần phải quyết liệt đổi mới phương pháp đào tạo để thu hút người học. Để có thể hiểu rõ hơn về những nỗ lực trong công tác đổi mới phương thức đào tạo nhân lực du lịch, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ Phạm Văn Long, hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng. Thưa ông, hiện nay nhu cầu tuyển dụng lao động ngành nghề của các doanh nghiệp du lịch khá cao, tuy nhiên có một tình trạng là sau khi tuyển sinh được học sinh sinh viên từ các cơ sở đào tạo nghề thì các doanh nghiệp lại phải tiến hành đào tạo lại thì mới có thể đáp ứng được nhu cầu thực tế. Vậy thì theo ông, nguyên nhân của tình trạng này là do đâu? Vấn đề này nó xuất phát từ một số nguyên nhân chính. Ngoài cái năng lực đội ngũ, ngoài cái cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ đào tạo thì cái vấn đề về cái chương trình đào tạo là đang còn xa với cái thực tiễn yêu cầu công việc tại doanh nghiệp. Và vấn đề nữa là cái công tác triển khai đào tạo của các trường trong thời gian vừa qua là chủ yếu là đào tạo tại trường, chưa gắn với doanh nghiệp. Chính vì thế cho nên là năng lực của sinh viên, học sinh khi ra trường là nó có một cái khoảng cách với cái thực tiễn yêu cầu công việc tại doanh nghiệp. Vậy thì để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp về số lượng cũng như là chất lượng người làm du lịch thì các cơ sở đào tạo du lịch như là trường Cao đẳng Du lịch cần phải làm những gì ạ? Tôi cho rằng là phải thực hiện một loạt các cái giải pháp mang tính đồng bộ. Bản thân các cái cơ sở giáo dục nghề nghiệp kết cấu lại chương trình đào tạo theo cái hướng là tăng cái thời lượng thực hành, và với cái chương trình cao đẳng thì là tối thiểu là khoảng 70% cái thời lượng của khóa đào tạo là dành cho thực hành. Triển khai đồng bộ ba cái mô hình quản lý và triển khai đào tạo. Đấy, cái mô hình thứ nhất là chúng tôi triển khai cái mô hình đào tạo kép, tức là đào tạo vừa đào tạo tại trường và đồng thời vừa đào tạo tại doanh nghiệp, và như vậy nó sẽ bù đắp những cái khoảng cách về cái thực tiễn công việc của sinh viên. Đấy. Và cái mô hình thứ hai là cái mô hình đây là chúng tôi đưa ra mô hình mới trong năm học 2017-18 này là cái mô hình nhà trường và gia đình quản lý học sinh sinh viên. Và cái mô hình thứ ba là được triển khai đồng bộ, đó là chúng tôi đã ký kết và phối hợp với một số trường đại học để tiến hành cái mô hình đào tạo đại học hai giai đoạn, thì các em sẽ được quyền đăng ký dự tuyển vào học liên thông lên đại học tại một số cái trường đại học theo cái quy định của chính phủ. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia buổi trao đổi này với chúng tôi.